Hello, xin chào mọi người. Đây, mới đi ve chai về các bạn. Lượm được 3 con này. Hai con này là con âm ly công suất nha các bạn. Của hãng Leppy. Đây, mình thấy ghi công suất là Superbass 2.2.1 CD MP3. Công suất bao nhiêu nhỉ? Không, hình như không ghi gì các bạn ạ. Không ghi công suất bao nhiêu. Ở đây là có cổng audio in này. Cổng 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 súp này với hai cái loa con. Đây, hai cái này đây mình cũng vừa lượm xong, không biết là từ một hộ gia đình nào hay là sao thả ra các bạn. Cái này thì có vẻ còn nguyên si này, còn ông đây thì bị mất một cái volume chỉnh bass rồi đó, chỉnh đường bass, có chép, có bass, có volume tổng này, chép bass. Còn đây là cái chỉnh chỉnh công suất của cái loa bass đó, bass volume này. Cái này thì không có chức năng là giống như phát nhạc qua Bluetooth hay qua thẻ nhớ các bạn, tức là cắm một cái đường line, một là vào đây, hai là vào cổng audio in đây đó, cộng với đó là một cái con loa. Đây các bạn, đây này, mình thấy cái này, đây cái con loa. Cái này có Bluetooth các bạn này, có Bluetooth các bạn nhé. Đây này, cái này mình nhớ không nhầm thì là của các bạn đánh chim các bạn, bẫy chim các bạn, bẫy chim sẻ là sẽ có những cái loa này để bật tiếng chim vào và chim chim dính trong cái keo. Cái này thì sao thấy bẩn quá. Trước mắt các bạn ở đây nó xài nguồn 12V 3A. Ở đây thì mình có một cái cục nguồn cũng 12V, nhưng mà cục nguồn này thì chỉ có 1.5A thôi. Để mình cắm thử thế nào các bạn nhé, mình cắm nguồn thử xem nó có lên nguồn không. Có thể lên nguồn không thế này. Trước mắt là cái gì làm gì là phải lên nguồn mới được. Ôi tốt các bạn, lên nguồn, lên nguồn, lên nguồn, lên nguồn. Vẫn đang còn lên nguồn. Tắt. Lên nguồn các bạn nhé. Lên nguồn. Một con lên nguồn, để tí nữa mình thử xem thử nó có hoạt động không thôi. Nếu như mà hoạt động tốt thì là ngon lành. Cắm vào. Lên nguồn các bạn, lên nguồn hết. Hai này đều lên nguồn này. Để mình đem ra kia mình test tiếng xem sao. Mình cắm cái loa vào đây các bạn nhé, rồi mình cắm hai cái jack âm thanh vào đây xem thử thế nào. Đây nha mọi người, mình đã kết nối các bạn này. Đây mình có một cái loa cắm vào hai cái đường tiếng các bạn nhé. Đây này, một cái loa cắm vào đây như đã. Nguồn đây các bạn, nguồn đây, mình đấu nguồn 12V rồi, đây vào đây. Còn âm thanh ở đây các bạn, lấy từ cổng mixer vào đây. Hai cái dây này, đây lấy từ đường đường này qua đây. Để mình cắm vào xem sao. Hiện tại thì mình đang mở nhạc YouTube không bản quyền nha các bạn. Các bạn này, hình như là có tín hiệu âm thanh vào thì là đèn này chớp chớp các bạn này. Có các bạn này, có tiếng loa các bạn ạ. Mạnh các bạn, mạnh lắm. Nói to lên các bạn ơi, mạnh lắm. Hình như công suất không biết bao nhiêu nhưng mà điều ngon các bạn, ngon lắm. Đây là chỉnh chép. Đây chỉnh to nhỏ này. Đó. Ui các bạn, đây. Các bạn thấy công suất này. Rung cả nhà. Các bạn mình mua cái này với cái con này các bạn này, 20.000 các bạn nhé. Để xem thử cái này có hoạt động không. Cái này mình vừa test xong này, để xem cái bên này thế nào. Mình phải tạm thời một tay các bạn ạ, một tay thì hơi khó một tí. Đây. Rồi cắm cái này vào khó, để mình tạm thời mình phải dừng máy để mình cắm các bạn nhé. Rồi mình đã chuyển các bạn này, chuyển con này qua nhé. Con này vừa nãy là mất cái núm này, con này thì đầy đủ này. Thế mình bật lên xem sao các bạn. Đây, con này vẫn tốt các bạn này, vẫn đang chớp chớp này.
sau này vẫn ngon các bạn vứt đi nhỉ. Đây các bạn vẫn nói các bạn nhé. Tốt các bạn ạ, tốt lắm luôn đấy, ngon. Ok các bạn, đây còn cái con này đây, để mình mở ra xem các bạn nhé. Phải mở ra xem thử nó như thế nào luôn các bạn nhé. Đã mua thì mở kiểm tra hết tần tật. Hai con này tốt rồi các bạn này, hai này tốt rồi, không cần phải bàn cãi nhiều. Chắc là của một cái ở đây thấy như trong còn xi măng này, chắc gắn vào nhà nào nên còn vẫn còn xi măng đây này. Đây đấy, vẫn còn xi măng này, vẫn còn tem các bạn nhé. Đây tem vẫn còn luôn, vậy là ổn rồi. Hai con này, có hai con này thì cũng ngon các bạn. Tha hồ chế cháo, loa công suất mạch, loa kéo rồi thì hết sảy con 37 luôn rồi. Còn con này thì để mình tiến hành mở các bạn nhé. Tạm thời thì mình vừa tạm dừng máy để mở ra cho một tay thì cũng làm được các bạn ạ. Đây, xem thử như thế nào. Trong cái loa này thì sống chết thế nào. Ui, đây các bạn, mình nhìn sơ qua thì giống như là bị vào nước các bạn ạ. Nó có hiện tượng vào nước. Đây này, cảm thấy cục pin luôn này. Cục pin. Đây này, có nước các bạn này. Nước này, đây, nước. Hiện tượng nước các bạn nhé. Đây này, nước này. Nói chung là em này vào nước các bạn ạ. Vào nước nặng rồi đấy. Pin thì tróc ra chảy vẩy rồi. Nói chung là pin thì đã hư rồi các bạn này. Pin thì đã hư. Pin hư. Đây. Đây, nước các bạn này. Nói chung cái loa này thì muốn mà hoạt động được thì là phải tháo ra vệ sinh mạch. Vệ sinh mạch, vệ sinh tất tần tật vào mới hát được. Đây cái loa này các bạn này. Đó. Hôm nay đi về trai được bằng này các bạn, 20.000 các bạn nhé. Hai cái này vẫn tốt. Cái này thì bị vào nước, nếu mà muốn nghe thì phải sửa lại để nghe được. Đây, tiện thể các bạn xem cái sơ đồ của mình đây. Đó. Cái chỗ mà mình hay sửa máy hay chế cháo này các bạn này. Đây. Mạch Bluetooth các bạn này, mạch loa. Đây. Mạch của cụm không dây. Đây, một đống cụm không dây chỗ này nữa đây. Chỗ mình hay sửa hay chế cháo đây các bạn. Đây. Mạch công suất này. Dùng IC, nói chung cái này là cái đồ của cái cục loa không dây này. Ở này dùng cái con TDA 7294. Đây. Đây cũng mạch Bluetooth các bạn. Nói chung mình chỗ đây, chỗ của mình tèm hem các bạn nhìn tổng quan các bạn nhé. Đó, chỗ của mình đây. Ôi kinh chưa. Rồi các bạn nhé, bye bye. Clip của mình đây kết thúc. Hẹn các bạn ở những clip sau.